rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi ông Yahya Sinoa, tân thủ lĩnh Hamas, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin ở Maryland rằng ông ấy vốn luôn là nhân tố quyết định chủ chốt trong giàn xếp thỏa thuận ngừng bắn. Tôi nghĩ diễn biến này chỉ làm rõ hơn thực tế rằng ông ấy chính là người sẽ quyết định liệu thỏa thuận ngừng bắn có thành hiện thực hay không. Rất nhiều người Palestine đang cần thỏa thuận này. Ông Lincoln tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza, cho rằng có quá nhiều dân thường Palestine đang kẹt trong làn đạn giữa Israel và Hamas. Ngoại trưởng Mỹ cũng cam kết tiếp tục các nỗ lực vận động hai phe đàm phán ngừng bắn và trao đổi tù nhân, con tin giữa các bên. Ông Lincoln nói, không có lý do gì để trì hoãn đàm phán. Thỏa thuận này cần được xác lập nhanh chóng đã đến lúc mọi bên liên quan hoàn tất nó. Đừng trì hoãn nữa. Đừng viện cớ nữa. Chúng ta phải tập trung tìm kiếm đồng thuận giữa các bên. Ông nhấn mạnh, những nỗ lực về một thỏa thuận ngừng bắn đã đi tới giai đoạn cuối cùng và các bên nên nhanh chóng chấp nhận. Tuy vậy, ông Blinken cũng thừa nhận việc lệnh ngừng bắn bị đe dọa vì căng thẳng giữa Israel và Iran. Về phía Hamas, lực lượng này thông báo rằng ông Sinoa sẽ là người tiếp tục các cuộc đàm phán trao đổi con tin và ngừng bắn tại giải Gaza. Phát ngôn viên Hamas nói, vấn đề không phải là sự thay đổi của Hamas Israel và Mỹ mới là các bên khiến chúng ta chưa đạt được thỏa thuận. Chảo lửa Trung Đông đang sụp sôi hơn bao giờ hết. Khi Iran và đồng minh thông báo sẽ tấn công Israel để trả thù vụ ám sát lãnh đạo phe trục kháng chiến là thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ông Fuad Shuk. Về phía Israel, trong cuộc họp nội các vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc xung đột đa mặt trận đồng thời bày tỏ rằng Israel đã chuẩn bị mọi kịch bản và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Tuy nhiên, ông Sayed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah phát biểu trong một buổi lễ ở thủ đô Beirut của Liban mới đây rằng Israel không còn hùng mạnh như quá khứ, cả năng lực phòng thủ của họ cũng vậy. Họ đang phải cầu cứu phương Tây, Mỹ, châu Âu và các quốc gia Ả Rập, dấu hiệu cho thấy danh tiếng của Israel đang xuống dốc. Ông nói, các trung tâm chỉ huy, lá chắn vòm sắt, David Sling, cùng mạng lưới vệ tinh của Mỹ đều trong trạng thái báo động cao, nhưng vẫn để tên lửa lao xuống khu vực phía đông thành phố Acre. Thủ lĩnh Hezbollah nói thêm rằng Israel phải trông chờ vào sự bảo vệ của phương Tây khi đối mặt với những cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Ông cho hay, khi nói về phản ứng của Iran, Hezbollah và Yemen, quân đội Mỹ phải lập tức triển khai bảo vệ Israel. Ông Nasrallah lưu ý rằng phản ứng của Hezbollah luôn mạnh mẽ, hiệu quả và có tác động lớn, cho biết Hezbollah có thể tự mình đáp trả Israel hoặc phối hợp với các nhóm hồi giáo khác ở Trung Đông. Lãnh đạo Hezbollah nói thêm, tất cả chúng ta có thể phản ứng cùng lúc hoặc có thể tốt hơn là mỗi nhóm sẽ phản ứng theo cách thức và mục tiêu phù hợp. Theo ông Nasrallah, Iran và Hezbollah sẽ đáp trả và đối phương sẽ chờ đợi. Bắt đối phương phải chờ đợi là một phần của hình phạt. Ngay trước khi ông Nasrallah đưa ra các phát biểu trên, một số máy bay chiến đấu đã lao xuống thấp trên bầu trời Beirut, gây ra một loạt tiếng nổ siêu thanh khiến mọi người phải tìm nơi ở náu. Ông Nasrallah mô tả diễn biến trên là sự thách thức từ Israel. Phía Israel chưa bình luận về vụ máy bay chiến đấu, cũng như bài phát biểu của ông Nasrallah. Hiện nay, Israel đang đối mặt với các mối đe dọa trả đũa không chỉ từ Iran, mà còn từ các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen. Một cuộc tấn công với sự tham gia của cả Iran và Hezbollah nếu xảy ra có thể gây căng thẳng cho hệ thống phòng không của Israel, làm tăng nguy cơ thương vong và gia tăng xung đột hơn nữa tại Trung Đông. Hezbollah từng tuyên bố chắc chắn sẽ đáp trả Israel bất chấp hậu quả để trả đũa cho vụ ám sát chỉ huy hàng đầu của họ, nhưng sẽ khiến Israel phải chờ đợi và coi đó là cách trừng phạt. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố bắt Israel phải thấp thỏm là một phần của cuộc xung đột. Hezbollah đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hai địa điểm quân sự gần thành phố Acre ở miền Bắc Israel, đồng thời tấn công một xe quân sự của Israel ở địa điểm khác. Tuy nhiên, Hezbollah cảnh báo đây vẫn chưa phải là đòn tấn công trả đũa cho cái chết của chỉ huy cấp cao. Theo giới tình báo phương Tây, cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng đặc nhiệm có thể diễn ra theo hai đợt. Ở đợt thứ nhất, Hezbollah sẽ tấn công trong khi đợt thứ hai do Iran và các nhóm ủy nhiệm khác tiến hành. Một cuộc tập kích theo nhiều hướng sẽ khiến hệ thống phòng không của Israel bị quá tải. Ngoài ra, thời gian di chuyển của tên lửa, máy bay không người lái từ Liban hay Syria đến các mục tiêu ở Israel sẽ ngắn hơn so với từ Iran, khiến Israel và đồng minh khó trở tay. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều tuyên bố sẽ đáp trả đau đớn Israel. Tuy vậy, đến nay, thời gian và cách thức trả đũa của Tehran vẫn chưa rõ ràng. Mỹ là một trong những nước đang tích cực tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết thông qua các kênh ngoại giao, Washington đang hối thúc các nước gửi tới Iran thông điệp gia tăng căng thẳng ở Trung Đông không có lợi cho Tehran. Trong đó có những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ quân sự cho Israel nếu nước này bị tấn công cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin ở Gaza. Ngoài ra, các nhà ngoại giao trên khắp Trung Đông cũng đang nỗ lực kiềm chế căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran. Tất cả cơ sở hạt nhân Iran đều có thể bị lực lượng phòng vệ Israel IDF san phẳng. Đây sẽ là hậu quả nghiêm trọng mà Tehran có thể hứng chịu nếu chủ động tấn công nhà nước Do Thái. Được biết, Tel Aviv đã gửi thông điệp tới Tehran thông qua một nước thứ ba. Họ cảnh báo sẽ phá hủy mọi cơ sở hạt nhân của Iran trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ của mình. Lo ngại của Tehran là có cơ sở bởi Israel nhiều lần khẳng định tiêm kích tàng hình F-35I Adir của họ thường xuyên tiến vào không phận Iran, lượn nhiều vòng trên đầu các cơ sở hạt nhân mà không bị phát hiện. Trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện, không quân Israel tự tin rằng họ sẽ xóa bỏ năng lực hạt nhân mà Iran phải rất vất vả xây dựng từ nhiều năm qua chỉ trong trước mắt. Mặc dù vậy, căn cứ vào các phát biểu cũng như động thái từ Iran, Tehran nhiều khả năng không có ý định từ bỏ việc trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hamas. Bộ ngoại giao Iran đã ra thông báo cho các đại sứ của nước này trên thế giới biết việc Tehran có kế hoạch tấn công Israel. Bên cạnh đó, tất cả những nước láng giềng đều được thông báo về hoạt động quân sự sắp tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran không tìm cách mở rộng quy mô xung đột và khủng hoảng trong khu vực tuy nhiên ông cho rằng israel chắc chắn phải trả giá cho tội ác và sự trơ tráo của mình iran và hamas đổ lỗi cho israel về vụ ám sát và tuyên bố sẽ trả thù nhà nước israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của nước này trong vụ ám sát tổng thống iran cũng gửi lời cảm ơn đến nga vì sự ủng hộ dành cho người dân palestine và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ iran nga thư ký hội đồng an ninh nga sergei shoigu đồng tình với đề xuất này nhấn mạnh Tehran là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng của Moscow. Trong khi đó, Israel và Mỹ đang chuẩn bị kịch bản Iran tấn công để sẵn sàng đáp trả mối đe dọa của Tehran. Axios dẫn nguồn cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới. Theo hãng tin Axios, quân đội Israel đang đặt trong tình trạng báo động cao, trong khi lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện trong khu vực. tờ Times of Israel thông tin. Kịch bản Iran tấn công đã được thảo luận tại cuộc họp an ninh cấp cao của Israel có sự tham dự của giám đốc tình báo và quốc phòng Israel. Trong khi đó, Washington tiến hành thúc giục đồng minh ngăn cản leo thang căng thẳng trong khu vực. Nếu Israel bị tấn công, Mỹ sẽ bảo vệ đến cùng. Iran sở hữu một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Trung Đông. Điều này có thể hữu ích nếu Israel đánh phủ đầu để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas. Ismail Haniyeh ở Tehran. Iran đã phát triển và sản xuất nội địa một loạt hệ thống phòng không và radar tinh vi trong nhiều năm, bao gồm cả những hệ thống mới được công bố trong năm nay. Đầu tiên phải kể đến hệ thống phòng không tầm ngắn Naide đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận của lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 1 năm 2024. Được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ở tầm thấp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV, cũng như các loại vũ khí do máy bay đối phương bắn ra, Bệ phóng của Nike Day được đặt trên khung gầm di động của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung cơ động Sevom Khodad. Hệ thống Sevom Khodad từng bắn hạ UAV RQ4 Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz. Ở eo biển Hormuz năm 2019, sau khi nó xâm phạm không phận của Iran. Nike Day có thể đồng thời theo dõi tới 32 mối đe dọa trên không. Tên lửa của hệ thống này được dẫn đường từ mặt đất và được thiết kế để có thể hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aman được công bố vào tháng 2 năm 2024. Aman được thiết kế để đối phó với một loạt mối đe dọa bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống bức xạ tầm ngắn, bom dẫn đường, UAV trực thăng và máy bay chiến đấu hiện đại của Israel cũng như Mỹ. Hệ thống này được cho là có radar tinh vi, chủ động hoặc thụ động, với góc quan sát 360 độ và khả năng xác định và theo dõi tới 24 mục tiêu ở phạm vi 200 km, đánh chặn trong phạm vi 150 km ở độ cao lên tới 27 km thần sấm Azarak cũng được ra mắt vào tháng 2. Hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm thấp dạng mô đun Azarak có kích thước nhỏ gọn, khối lượng nhẹ, có thể lắp đặt trên các phương tiện cơ giới quân sự và dân sự khác nhau. Bốn tên lửa sẵn sàng chiến đấu của hệ thống này là loại tự dẫn đường. Do có thiết kế mô đun, ngoài xe tải, về mặt lý thuyết, Azarak cũng có thể triển khai trên các tàu chiến hoặc địa điểm cố định. Hồi tháng 4, Iran trình làng phiên bản mới của Bava 373, một hệ thống tên lửa đất đối không và chống đạn đạo tầm xa di động. Bava 373 ra mắt vào năm 2019 và được quảng cáo là tương tự S-300 của Nga. Bava 373 được trang bị ba loại tên lửa khác nhau để vô hiệu hóa các mục tiêu ở độ cao khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Bava 373 phiên bản nâng cấp, được cho là có tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn 2 tầng, Sayyad 4B, đã được sửa đổi và có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không trong phạm vi từ 300 đến 400 km ở độ cao lên đến 120 km. Hiện chưa có thông tin cụ thể Iran sở hữu bao nhiêu hệ thống phòng không tiên tiến mỗi loại. Iran vốn kín tiếng về quy mô sản xuất quốc phòng nhưng lại được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở Trung Đông. Kết hợp với tiềm năng khoa học và công nghệ, Iran có thể được xếp trong top 10 thế giới ở một vài chỉ số. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chỉ sở hữu số lượng hạn chế các hệ thống phòng không nói trên, nhưng nếu được đặt ở các khu vực chiến lược quan trọng và phối hợp với các hệ thống hiện có chúng vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công của đối phương